Have mercy on me, sir. Edo Câu rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Edo Câu xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu cần lua máy ngang của thương hiệu Tesu Rinuza, cần Hacker C732 Action là ML Medium Light, một cái cần cực kỳ hot ở thị trường Việt Nam hiện nay. Thì mẫu cần này đã bán cho thị trường Việt Nam cũng khá là nhiều từ đầu năm cho đến nay, đã hết hàng và hiện nay hàng mới về lại. Thì Edo Câu xin review lại cho các bạn, bạn nào mà chưa có biết thì tham khảo, và có ý định thì sẽ liên hệ với bên mình để sở hữu cái cần này. Đây là một cái mẫu cần thiết kế cái form cực kỳ đẹp đó các bạn. Cái cán cần là bằng chất liệu EVA, nó cực kỳ cứng và rất là chắc. Bát máy là bằng chất liệu carbon, đã được phủ một cái lớp sơn tĩnh điện, giúp cho các bạn dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Cái bát máy này, đây là một cái bát máy kiểu cực kỳ mới nhất hiện nay của thằng Rinuza, và cũng mới và khác lạ so với cái thị trường cần câu ở Việt Nam hiện nay. Cái bát máy này nó giúp cho cái máy khi mà gắn vào ôm cực kỳ sát và cực kỳ cứng, không bị lắc, không bị rơ. Còn Hacker, đây là cái thông số, chiều dài là 22, liên là 4 đến 10 lb, tải mồi là từ 4 đến 15 gram. Cây còn có trọng lượng cực kỳ nhẹ, với dàn khuyên khuyên Fuji. Chất liệu carbon X toàn thân. Mẫu cần cực kỳ đẹp lắm các bạn. Form cần thì khỏi phải bàn. Về cái mẫu thì khỏi phải bàn. Chất lượng thì cực kỳ tốt. Đọt cần là 1.6mm, đầu bu chống xoắn. Action là ML Medium Light. Độ cong fast. Cái con này cũng thích hợp cho các bạn lua mồi giả, những anh em mà thích cảm giác có thể so sánh với cái con Shimano và Daiwa giá từ 1,5 triệu cho đến 2 triệu. Nếu mà các bạn có ý định mua cần Shimano từ 1,5 triệu đến 2 triệu thì mình khuyên các bạn sử dụng cái cần này, giá nó tầm hơn 1 triệu, chất lượng cực kỳ tốt luôn các bạn. Với cái thương hiệu Tesu Rinuza này, ở thị trường của Đông Nam, thị trường châu Á và các nước châu Âu sử dụng cực kỳ nhiều cái thương hiệu của cái thương hiệu này. Các bạn mà muốn tìm hiểu về cái cần này hay là cái thương hiệu Tesu Rinuza thì các bạn vào website tesurinuza.net. Đây là cái trang web của Rinuza ở tại Nga.
và các bạn xem những cái video ở trên cái website này, được các nước châu Âu sử dụng mà cái mẫu cân này cực kỳ nhiều đó các bạn. Các bạn xem và tham khảo. Ở thị trường Việt Nam thì các bạn ở các tỉnh miền Trung á đã sử dụng cái mẫu cân những cái cân của thằng Riluza cực kỳ nhiều. Các bạn có thể vào xem vào các kênh YouTube của các con thủ đi câu quay lại, các bạn xem và tham khảo. Aero Câu vừa review xong cho các bạn một cái mẫu cần mấy ngang của thằng Rinoza, cần Hacker C732ML, cần chiều dài 2m1, chất liệu carbon sáng ít toàn thân, khuyên Fuji, đọt 1.6mm, đầu bu chống xoắn, action là ML, đột công phát, rất thích hợp cho các bạn luôn mọi giá. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên cái video. Cái số điện thoại này là có sử dụng Zalo. Các bạn có thể comment để lại cái số điện thoại ở phía dưới, shop sẽ liên hệ lại cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Xem xong video các bạn nhớ nhấn đăng ký và like để ủng hộ Aero Câu. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.